Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin 10 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Làng nghề Phước Kiều tỉnh Quảng Nam lập kỷ lục chế tác bộ lư đồng khổng lồ. Trong phần tin quốc tế, Ukraine hoàn tất việc đưa thi thể các nạn nhân chuyến bay MH17 về Hà Lan. Thưa quý vị, kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, từ 19:30 đến 21 giờ tối nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại huyện Vị Xuyên của tỉnh Hà Giang và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng thời điểm này, tại gần 3.000 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước sẽ đồng loạt diễn ra lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Cũng trong dịp này, thì tỉnh Kiên Giang tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 62 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh. Việc tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ đã đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các liệt sĩ trong việc tìm kiếm, quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và các chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh trên đất bạn Campuchia về an táng tại quê nhà, thể hiện tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các liệt sĩ đã tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc cũng như làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Sau lễ truy điệu, tỉnh Kiên Giang đã tổ chức an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Hòn Đất 58 hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt còn lại đã được thân nhân liệt sĩ đưa về an táng tại quê nhà. Thưa quý vị, triệu triệu tấm lòng người dân Việt Nam vẫn luôn hướng ra Biển Đông, hướng về Hoàng Sa, Trường Sa bằng những việc làm và trách nhiệm của những công dân ở một quốc gia biển. Vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, nơi có những người lính biển đã làm nên tượng đài bất tử giữa biển khơi. Câu chuyện từ một địa phương ở tỉnh Khánh Hòa, nơi đã và đang có những người lính biển dành trọn đời để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Anh là liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh, hy sinh năm 1988 ở đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. Những bức ảnh có mặt của anh, bao giờ chị Đỗ Thị Hà cũng giữ lấy như là vật quý giá nhất của đời mình. Người lính biển với chị, với mọi người dân ở phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đó là những người gác bỏ hạnh phúc của riêng mình, lặng lẽ dâng hiến tuổi thanh xuân vì sự bình yên của biển đảo. Mang như cái cổ mình trải quê nữa, mình cũng không có hoàng mang cái gì hết. Để chấp nhận cái chồng thì bộ đội thì mình phải chấp nhận có tất cả, không có cái gì hết. Ở phường Cam Nghĩa, câu chuyện về những người lính biển vẫn thường được kể như một câu chuyện huyền thoại mà vẫn gần gũi. Huyền thoại khi đã có những con người quả cảm làm nên thiêng liêng Hoàng Sa, Trường Sa. Và gần gũi khi những người làm nên huyền thoại lại chính là những người thân trong làng, trong xóm. Những người dân ở phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa vẫn giữ thói quen xem những bức ảnh của người lính biển. Người trong những bức ảnh giờ không còn, nhưng với những người hôm nay, mỗi khi xem vẫn có cảm giác được gặp lại người làm nên niềm tự hào của làng. Đó như là sự lý giải vì sao phường Cam Nghĩa có nhiều người đang công tác ở Trường Sa. Và ở đây, nhiều ngôi làng vẫn được gọi là làng Trường Sa giữa đất liền. Ông đang ở tuyến đầu Tổ quốc, đang công làm cái nhiệm vụ rất là thiêng liêng vậy. Rồi thì hơn nữa là mình hai đứa con nhỏ, mình cũng nghĩ đến vậy mà rồi mình vượt qua chứ cũng... Mình cảm thấy là đấy là động lực của mình vượt qua chứ không có gì. Một trường mầm non ngay tại địa phương được mang tên Trường Sa. Những đứa con của những người lính Trường Sa không có cha bên cạnh, nhưng không cảm thấy thiếu vắng khi mọi gia đình cùng san sẻ với những gia đình lính Trường Sa. Nhiều việc có tên và không tên được người trong làng lặng lẽ làm bằng tấm lòng tri ân người lính biển. Trên cả nước và đồng bào địa phương ở địa phương đây đã có cái mối quan tâm, tạo điều kiện về cả vật chất, về tinh thần thì động viên, và đặc biệt những gia đình khó khăn đối với bộ đội Trường Sa và những anh em liệt sĩ thương binh trên bộ đội Trường Sa thì là nhà nước cũng như là quân đội tạo điều kiện chưa có nhà ở cũng xây những cái nhà ở. Đài tưởng niệm những con người ngã xuống vì hòa bình ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nơi chị Đỗ Thị Hà thường có mặt. Đã có những người lính mãi nằm lại giữa biển khơi. Tên của họ ngày ngày được nhiều người chạm vào để như được ở bên cạnh những người thân yêu nhất. Được chạm vào tên những người đã ngã xuống, được ngắm nhìn tượng đài, nhiều người thấm thía về lẽ sống của người lính biển, lẽ sống vì hòa bình. Đang hiện hữu một tượng đài như thế trong nhiều người,
mỗi khi nói về người lính biển. Chiều ngày 25 tháng 7, buổi họp báo công bố hội thảo quốc tế những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan hải dương 981 trong vùng biển của Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Được tổ chức trong ngày 26 tháng 7, hội thảo gồm 3 phiên thảo luận, tập trung phân tích sâu dưới góc độ luật pháp quốc tế về sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải dương 981 trong vùng biển của Việt Nam. Khác với các hội thảo về Biển Đông trước đây, có phạm vi rộng, bàn nhiều vấn đề về lịch sử, vị trí chính trị của Biển Đông, mối quan hệ tương tác giữa các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, hợp tác kinh tế, thương mại giữa các nước trong khu vực và thế giới, quản lý tranh chấp xung đột ở Biển Đông. Hội thảo lần này chỉ tập trung vào lĩnh vực pháp lý mà cụ thể là đánh giá, phân tích sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam dưới góc độ luật pháp quốc tế. Với sự tham dự của nhiều học giả và các chuyên gia quốc tế có uy tín, trong đó có giáo sư Alexander Yankov, nguyên thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế, nguyên thẩm phán Tòa án Quốc tế về luật biển, bà Jenny Mirror, Chủ tịch Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế. Hội thảo là diễn đàn chuyên sâu để các luật gia, học giả thảo luận, phân tích, hướng tới các khuyến nghị nhằm giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông. Qua một số vụ tai nạn máy bay xảy ra trên thế giới có liên quan đến nguyên nhân thời tiết, thì Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị về đảm bảo an toàn bay. Theo đó, trong điều kiện thời tiết phức tạp, các hãng hàng không phải chọn thêm sân bay dự bị thứ hai nằm ngoài vùng ảnh hưởng của khu vực thời tiết phức tạp. Nghiêm cấm thực hiện phương thức tiếp cận hạ cánh, cất cánh trong điều kiện thời tiết dưới tiêu chuẩn cho phép. Tổng công ty hàng không Việt Nam chỉ đạo các sân bay đã được trang bị hệ thống đèn đường cất hạ cánh, phải tổ chức quan trắc và báo cáo thời tiết định kỳ 30 phút một lần, liên tục 24 trên 24 giờ. Từ ngày 1 tháng 8, các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất phát bản tin dự báo thời tiết sân bay 4 lần một ngày. Sáng ngày 25 tháng 7, Hội thi Văn hóa Thể thao các trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc lần thứ 7 đã khai mạc tại thành phố Cần Thơ. Trong ngày đầu tiên đã diễn ra cuộc tranh tài sôi nổi ở 3 môn thi đấu là bóng chuyền mini, đẩy gậy và cờ vua. Tranh tài ở nội dung bóng chuyền mini có 25 đội nam và 17 đội nữ với 227 vận động viên. Còn tại sân thi đấu đẩy gậy dành cho nam và nữ, sự hò reo, cổ vũ, nhiệt tình của các khán giả đã làm cho không khí các trận đấu thêm phần hào hứng. Đẩy gậy là trò chơi đòi hỏi sức khỏe tốt, bền bỉ và biết chấp thời cơ thật nhanh. Còn đối với cờ vua, môn thi đòi hỏi vận động viên phải có sự tập trung cao độ và trí tuệ để đưa ra những nước cờ thông minh nhằm nhanh chóng hạ đối thủ. Ngày 26 tháng 7, các đội tiếp tục tranh tài ở các môn thi đấu là bóng chuyền và đẩy gậy. Thưa quý vị, tháng 7 năm 2013, làng nghề đúc đồng truyền thống Phước Kiều ở Điện Bàn của tỉnh Quảng Nam đã từng đúc thành công cặp lư đồng nặng 400 kg và vào thời điểm đó thì cặp lư đồng này đã trở thành kỷ lục của cả nước. Và chỉ sau một năm, cũng chính làng nghề này lại được Hội quán người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng đặt hàng một bộ lư khác vượt xa quy định lẫn khối lượng so với bộ lư trước đó. Sau 6 tháng miệt mài lao động, hơn 60 lao động của làng nghề đúc đồng Phước Kiều đã sắp hoàn thành một bộ lư đồng nặng 1,5 tấn. Do chưa có tiền lệ, nên việc làm khuôn cho bộ lư đồng này tốn khá nhiều thời gian, nhất là khi đơn hàng chỉ dựa vào hình ảnh chụp một sản phẩm tương tự ở nước ngoài. Cũng như các làng nghề đúc đồng khác, để chế tác ra một sản phẩm đồng hoàn chỉnh, người thợ làng Phước Kiều phải tiến hành các công đoạn như làm khuôn, sơn khuôn, nấu đồng và đúc đồng. Nhưng chính tay nghề và tâm huyết của đội ngũ thợ ở đây đã được khẳng định qua bao thế hệ, nên những năm gần đây, hầu như những đơn hàng lớn đều được giao về Phước Kiều. Hiện nay, hơn 100 cơ sở lớn nhỏ làng nghề đúc đồng Phước Kiều đã và đang cố gắng duy trì làng nghề ở nhiều thị trường, cả trong nước lẫn xuất khẩu. Họ thành công chủ yếu nhờ vào việc chủ động đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng giá trị đã được tạo dựng hàng trăm năm qua. Chuyển sang các tin tức quốc tế, nhà chức trách Pháp vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về hiện trường vụ rơi máy bay AH-5017 của hãng hàng không Algeria sau khi điều tra viên của nước này tiếp cận được hiện trường vụ việc ở Mali, cách biên giới Burkina Faso 50 km về phía Bắc. Theo thông báo mới nhất của Pháp thì có 54 công dân Pháp đã thiệt mạng, chứ không phải 51 người như đã công bố trước đó. Cả Algeria và Pháp cũng chính thức khẳng định số người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay này là 118 người, chứ không phải 116 người như truyền thông đưa tin lúc đầu. Theo Bộ trưởng Giao thông Algeria, khu vực máy bay rơi không dễ tiếp cận, do đó công tác điều tra, tìm kiếm và quy tập thi thể các nạn nhân sẽ phức tạp và cần nhiều thời gian.
hơn một tuần sau thảm kịch máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi tại miền đông Ukraine, làm toàn bộ 298 người trên chuyến bay thiệt mạng. Nhiều thi thể của các nạn nhân đã được đưa trở về nhà trên các chuyến bay vận tải quân sự của Hà Lan. Đến ngày 25 tháng 7, các chuyên gia pháp y đã hoàn thành toàn bộ công tác giám định tại Kharkov, Ukraine. 282 thi thể, vác mảnh thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 đã được đưa từ Donetsk về Kharkov, cách nơi xảy ra thảm kịch khoảng 250 km vào chiều ngày 22 tháng 7. Đến hết ngày hôm qua, các chuyên gia pháp y đã kết thúc công việc giám định thi thể các nạn nhân để chuyển về Hà Lan. Các đoàn chuyên gia quốc tế đến từ Hà Lan, Malaysia, Australia, Mỹ, Anh và cả Ukraine đã làm các thủ tục cần thiết để thực hiện công việc di chuyển thi thể nạn nhân. Tính đến hết ngày 25 tháng 7, đã có 189 thi thể được chuyển về Hà Lan. Các thi thể và phần thi thể còn lại sẽ được chuyển về trong các chuyến bay ngày mai. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những thi thể còn lại ở hiện trường. Tôi không thể nói sẽ mất thời gian bao lâu, nhưng chúng tôi chưa trở về khi nạn nhân cuối cùng còn ở lại. Đội cảnh sát Hà Lan đang có mặt ở Kharkov sẽ lên đường cùng với chúng tôi. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Hà Lan đã cử 40 cảnh sát thuộc lực lượng cảnh sát quân sự Hoàng gia đến khu vực máy bay MH17 bị rơi tại Ukraine để hỗ trợ các chuyên gia bảo vệ hiện trường và tìm kiếm thi thể nạn nhân. Hai chuyến bay còn lại trong ngày hôm nay sẽ đưa toàn bộ các thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 hiện đang được lưu giữ ở Kharkov trở về Amsterdam của Hà Lan. Nhưng điều đấy không có nghĩa là công việc của các chuyên gia quốc tế đã kết thúc, bởi vẫn còn những nạn nhân chưa được tìm thấy ở hiện trường. Nhật Linh, phóng viên Đài truyền Việt Nam từ Kharkov, Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày hôm qua đã kêu gọi thiết lập hành lang nhân đạo tại giải Gaza để sơ tán những người bị thương nặng và cung cấp thuốc men vào vùng chiến sự. Người phát ngôn của WHO cho biết các quan chức WHO đã thảo luận đề xuất này với cả chính phủ Israel và Ai Cập nhưng chưa nhận được hồi âm. Trong tuyên bố của mình, WHO cho rằng những người bị thương và cần phải điều trị khẩn cấp tại Gaza đang rất khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế do lượng người thương vong tăng lên đột biến sau các cuộc không kích. Nhiều người ở đây đang cần được chuyển ra khỏi vùng chiến sự. Còn tại Thái Lan, một vụ đánh bom xe xảy ra bên ngoài một khách sạn tại tỉnh Yala, miền nam của nước này ngày hôm qua đã làm cho 3 người chết và 36 người bị thương. Cảnh sát Thái Lan cho biết nhiều khả năng quân nổi dậy tại miền nam nước này đã cài bom tự tạo bên trong chiếc xe tải nhỏ đậu bên ngoài khách sạn Holiday ở huyện Bê Tông thuộc tỉnh Yala. Trước đó, cảnh sát đã được cảnh báo về nguy cơ bất ổn gia tăng trở lại tại khu vực miền nam Thái Lan khi tháng lễ ăn chay Ramadan của các tín đồ Hồi giáo sắp kết thúc. Các số liệu thống kê cho biết hơn 6.100 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom xảy ra tại các tỉnh miền nam Thái Lan, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống kể từ khi bạo lực bùng phát tại khu vực này vào năm 2004. Bản tin thời sự 10 giờ của Ban Chuyển đối ngoại đến đây là kết thúc. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào website vtv4.vn để xem lại tất cả các chương trình của VTV4 cũng như trang YouTube VTV4 Go. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.